Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Hôm nay Thiên Định đang có mặt tại phân khu Hải Âu dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Ở đây đang là Hải Âu 1 các chị nha. Thì hôm nay Thiên Định đang muốn chia sẻ những cái hình ảnh, những cập nhật cái tiến độ cũng như là để mọi người thấy được là cái lượng cư dân vào tại phân khu Hải Âu bây giờ nó ồ ạt như nào. Thiên Định phải thấy bất ngờ rằng là chỉ trong vài tuần trở lại đây thôi, đúng không ạ? Thì Thiên Định đã thấy được rằng là cái lượng gọi là lượng cư dân, là lượng khách mà về hoàn thiện để kinh doanh, để ở hầu như là rất nhiều luôn. Và đợt này đang thi công mới cũng như là triển khai xây dựng mới rất nhiều. Thì bắt đầu thì Thiên Định muốn gọi là chia sẻ với chúng ta tại trục đường Hải Âu 02. Trục đường Hải Âu 02 là một trong những cái trục đường lớn nhất tại phân khu Hải Âu, với cái số lượng shop house kinh doanh hiện tại Thiên Định phải chia sẻ nó là nhiều nhất. Đấy, nó là nhiều nhất. Cái dãy mà có số lượng shop house kinh doanh nhiều nhất cũng như cái dãy mà có lượng shop house về kinh doanh cũng như là về sớm nhất tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đấy, và bây giờ Thiên Định sẽ mời chúng ta đi tham quan dãy trục Hải Âu 02, trục đường 30m, đại lộ trục chính tại phân khu Hải Âu anh chị nhá. Đây, ở đây là đang là trục đường 30m tại phân khu san hô này. Thì bên phải của chúng ta đây là sẽ sau này sẽ là quy hoạch là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, thì sau này sẽ triển khai. Đây, khả năng là sang năm chủ đầu tư sẽ khởi công của chị nhá. Đây. Đây là bên trái của chúng ta là chúng ta sẽ rẽ trái ra là trục đường Hải Âu 02 này. Thì hầu như cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là cái dã cả cái dọc này hầu như là các cái căn này đã hoàn thiện và đi vào ở hết rồi này và kinh doanh hết rồi này. Đây cô chị nhìn không ạ? Đấy, kể cả bên tay trái này, dịch lên trên đây thì bên tay trái của chúng ta cũng có mấy căn đã về và ở và kinh doanh. Còn bên tay phải đây là rất nhiều căn, hầu như cả dọc này là cái số lượng căn của nó hầu như là dày đặc luôn, đã về hết rồi nha anh chị nhá. Đấy, bên phải chúng ta là những cái căn liền kề 90m thôi hướng tây bắc. Còn bên trái là những cái căn song lập 150m hướng đông nam. Đấy, quý chị nhìn đúng không ạ? Cái số lượng về căn về rất nhiều. Và Thiên Định phải chia sẻ đây, ví dụ như những cái căn bên tay phải của Thiên Định là mới vừa quay bạt để thi công này. Đấy, và rất là nhanh luôn, chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần thôi. Đấy, hoặc là những cái căn bên tay trái đây. Đấy. Hầu như là những căn này là mới vừa quay bạt chắc được chỉ tầm khoảng 1 2 tuần thôi. Đấy, quý chị nhìn ạ, shop house kinh doanh tại trục đường Hải Âu 02 đây. Những cái căn bên tay trái của cô anh chị chúng ta nhìn thấy là những cái căn hầu như là đều là mới hết. Đấy, trước đấy Thiên Định mới cập nhật chắc được tầm 3 tuần. Nhưng mà bây giờ Thiên Định quay trở lại là nó đã quay lại về chia sẻ những hình ảnh là cô anh chị chúng ta thấy được luôn đấy. Đây, những cái căn bên tay phải đây là hầu như là mới và làm dàn giáo luôn. Đấy, đa số là mới luôn nha. Tất cả các căn hầu như đã đang dục dịch, đang triển khai, căn nào mà không về ở thì cũng hoàn thiện để cho thuê luôn chị ạ. Hầu như là mọi người về hoàn thiện rất nhiều luôn. Đấy. Ôi chị nhìn không ạ? Cái sự sầm uất tại trục Hải Âu mọi người dần dần sẽ thấy nó hình thành rất nhanh. Tại vì là với một cái khu đô thị như này bây giờ rất nhiều các cái nhu cầu sử dụng những cái dịch vụ ăn uống đúng không ạ? Rồi mua sắm ẩm thực. Nói chung là rất nhiều các dịch vụ thì trục đường Hải Âu 02 là một cái trục đường mà với cái tầm tài chính vừa phải cũng như là với một cái trục đường khá là trung tâm thì đây là một trong những cái vị trí mà khá là nhiều khách hàng lựa chọn để mở shop house để kinh doanh. Đấy, như cái đoạn phía dịch lên trên này thì cái đoạn giữa này thì số lượng căn nó lác đác hơn này, nhưng mà dịch lên một đoạn mặt trên nữa là hầu như là đấy, hầu như các căn hoàn thiện rất nhiều. Đấy, những cái căn màu xanh. Nói chung trục đường Hải Âu 02 thì định tin chắc rằng chắc chỉ trong tầm khoảng năm nay đến sang năm thôi là full. Sang năm thôi, hết sang năm sẽ là full nha ông chị nhá. Đấy, trong năm nay thì Thiên Định chưa nói trước được nhưng mà bây giờ mọi người cũng đang đấy, những cái con quay xanh này là hầu như mới hết. Sang năm mà chắc chắn là sẽ full luôn, hết sang năm mà chắc chắn sẽ full luôn. Đây. Đây, bắt đầu từ cái dọc trục này dịch lên một xíu này là mọi người về hết rồi này. Đấy, kinh doanh về đấy, hầu như căn nào cũng thấy dục dịch. Bên phải chúng ta có một cả hai căn đập thông cực kỳ đẹp luôn. Đây. Còn đây bên phải chúng ta là cà phê Sami đây, nhà hàng Sami đây. Đấy.
trục đường Hải Âu 01 thì định không chia sẻ nha. Trục đường Hải Âu 01 thì đã về đã rất là nhiều rồi, và trục đấy là trục nhận diện thương hiệu rất tốt. Nếu ai đến dự án Vinhome Ocean Park chúng ta thì đều lượn cái trục đấy, chúng ta đều nhìn thấy được, nhận diện thương hiệu được, thấy căn nào về căn nào ở. Còn trục Hải Âu 2 này thì hầu như mọi người để thiết định review cho chị xem đấy, rất nhiều căn đấy, những cái căn quay xanh bạt xanh là những cái căn mới tinh luôn, mới vừa lắp đàn giáo được tầm khoảng 1-2 tuần nay đấy chị. Đấy bây giờ nhá, dọc cái trục lên trên đây là hầu như là các cái căn cũng về hết này của chị này. Đấy, đấy rất nhiều căn đã về dịch về, chúng ta đi cần gần về phía về đây thì là gần trung tâm ngoại. Thì Thiên Định cũng chia sẻ luôn, nằm trên trục đường này hiện tại Thiên Định đang có những căn hoàn thiện rồi cũng bán, thu cũng bán nha. Đối với những căn liền kề 100m hướng nam thì giá của nó đang rơi tầm khoảng là, với căn thu thì đang rơi tầm khoảng 21 tỷ. Có những căn hoàn thiện rất đẹp đang bán rơi tầm khoảng 22,5 tỷ. Đấy, có rất nhiều căn đang bán với mức giá rất là hợp lý luôn các anh chị. Thì Thiên Định thấy được là trong thời điểm này là trong thời điểm mà chúng ta có thể sở hữu được những cái căn với mức giá tốt. Đây, giật gần về phía trung tâm mại này cũng có những căn đang bán rơi tầm khoảng 21 tỷ các anh chị nhá. Đấy, còn những cái căn bên phía tây bắc à, những căn ở đây là gần về trung tâm mại này có hai hướng, là một là hướng chính nam, hai hướng chính bắc. Thì giá cũng rơi tầm khoảng từ 21 đến 21,5 tỷ các anh chị nhá. À, diện tích đối với những cái căn 100m này này thì mặt tiền là 5m, xây dựng là 77m² một sàn, xây 3 tầng một tum. Đấy. À, còn những cái căn mà 90m bên tay phải của chúng ta là những cái căn hướng chính bắc, diện tích là 90m thì mặt tiền của nó lại lớn, 7,5m, thì xây dựng lại có 66,3m các anh chị ạ. Đấy. Trục này là trục đường 30m, 30m là tính từ 2 mét cột nhà sang đến 2 dãy. Còn lòng đường nó chỉ 17m thôi chị nhá. Vỉa hè mỗi bên là 6,5m, cộng lại tổng giá nó là 30m cái trục đường này. Đấy. Thì quý anh chị chúng ta có thể thấy được là gần ngay trung tâm ngoại đoạn này thì hầu như mọi người về rất là đông luôn, đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta nằm trên trục đường Hải Âu 02 này thì có những căn song lập 150m hiện tại đang bán với mức giá là 30 đến 31 tỷ. Có những căn đang giá rất là hợp lý và hiện tại thì chủ nhà đang rất là tha thiết muốn bán. Thì nếu anh chị chúng ta có nhu cầu thì trong thời điểm này thì là cái thời điểm hàng đấy chúng ta có thể là đàm phán cũng như là thương lượng, đúng không ạ? Này, còn ở đây thì định có thể là đi theo cái trục đường Hải Âu 1 nữa anh chị chúng ta thấy này. Ví dụ như ở đây là phở sạch này, bên trái cũng như là phở sạch này. Bây giờ cũng rất thu hút khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng tới ăn uống rất là đông. Còn bên trái là cà phê Koi này, đấy những cái căn mà với vị trí đẹp thì hầu như là mọi người cũng đã các cái nhà đầu tư cũng đã đi vào hoàn thiện và triển khai kinh doanh hết rồi. Đấy, đấy những cái căn như bên trước mặt của chúng ta đây là cái khu thương mại dịch vụ Hải Âu 1. Đấy, cũng đã đi vào kinh doanh rồi. Đấy. Nằm trên trục đường Hải Âu 1 này thì nó vị trí rất đẹp rồi, đúng không ạ? Đấy, nó chỉ có một cái là vị trí đổ xe nó tương đối gọi là bất tiện. Đấy, quý anh chị nào có thể thấy được rằng là cái trục này là cái trục sầm mướt, nhưng mà nó cũng là đường nó hơi bé. Đối với đường Hải Âu 2 thì nó lớn hơn, đúng không ạ? Nó chia làm hai làn, nhà đường này đường bé nhưng mà là một làn. Đấy. Thì chúng ta có thể đi lại lại thì trên cái trục đường này thì chắc chắn tương lai sẽ rất là đông đúc và sầm uất. Tại vì nó nằm view những cái tiện ích rất là đẳng cấp, như bên phải chúng ta là biển nước mặn này các chị này. Đấy, những cái căn trên trục Hải Âu 1 này thì hiện tại như đợt vừa rồi đã có căn đã bán rất là rẻ rồi, đúng không ạ? Thì hiện tại thì mức giá giao dịch nếu như bây giờ thì giá nó cũng, ngoài những căn rẻ ra thì bây giờ để mà tìm được những căn rẻ rất là ít. Bây giờ mà giao dịch cũng phải rơi tầm khoảng 80 tỷ các chị nhá. 80 tỷ. Từ 76 đến 80 tỷ. Vừa rồi có căn giao dịch 69,5, gọi là gần 70 tỷ các chị ạ. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là bên phải chúng ta là biển nước mặn này. Dịch lên trên là quảng trường Cá Voi này. Đấy, bên tay trái của chị nhìn không ạ? Những cái căn này đều đã đang hoàn thiện này. Số lượng căn hầu như là trên trục Hải Âu 1 thì rất nhiều căn đã hoàn thiện. Và hầu như là ở đây nếu như ai mà chưa về, mọi người cũng đều là cho thuê để mà nhà hàng, rồi cho thuê để kinh doanh, cho thuê thu mọi người về sửa cũng có. Đấy, cho nên hầu như là cái trục này là cái trục siêu VIP và nó phục vụ các cái nhà hàng ẩm thực mang đậm cái gọi là kiểu như là cao cấp ấy, đẳng cấp hơn so với những cái trục Hải Âu 2. Trục này trục cao cấp. Đấy. Đúng không ạ? Thì thực ra là cũng như chúng ta, nếu như ai mà đã tìm hiểu và hiểu sâu về
dự án Vinhome Ocean Park thì khi nói đến trục Hải Âu 1 thì chúng ta đều hiểu được rằng là cái trục này nó có giá trị rất cao, đúng không ạ? Toàn là những cái căn đơn lập, view mặt biển, view quảng trường, view mặt hồ. Thời điểm ban đầu những cái căn này thì giao dịch nó rẻ, nó chỉ rơi loanh quanh đâu đó tầm khoảng 27 đến 30 tỷ. À, thời điểm cuối cùng mà hết cái đợt bán hàng chủ đầu tư thì có Techcombank ôm lại, thì lúc đấy cái giá giao dịch cuối nó rơi tầm khoảng 41 tỷ, chiết khấu đi tầm khoảng từ 39 đến 40 tỷ. Đấy. Thì đến thời điểm này nó rơi tầm khoảng từ 80 76 78 80, có những vị trí quảng trường này nó rơi tầm khoảng 100 đến 115 tỷ. Đấy, cũng tùy từng chủ nhà nha chị nhá, tùy từng chủ nhà. Có những chủ nhà thì chào với mức giá rất là cao. Đấy, riêng cái gần cái trục quảng trường này này và gần cái trục mạng trên này này, tiền quảng trường này này thì hầu như các shop kê vào kinh doanh hết rồi. Đấy, chị nhìn thấy những cái shop chúng ta đã vào kinh doanh hết rồi. Bên phải chúng ta là view hồ rất là đẹp, đúng không ạ? Thì đấy, video thì định muốn chia sẻ nói lên được nội dung là quan trọng thấy được rằng cái tiến độ vào để mà thi công hoàn thiện và vào ở thực sự kinh doanh thực sự rất là nhiều chứ không phải là vắng nhau chị nha. Thế thì thấy được rằng là bây giờ là mọi người kể cả động thái về thuê rất là nhiều. Mấy hôm nay là Thiên Định đang có mấy khách hỏi thuê để mở nhà hàng ẩm thực, rồi mở nhà hàng, rất nhiều các cái đơn vị đang muốn thuê nha chị nha, cũng đang tìm. Thiên Định đang cũng đang tìm để một số các cái kiểu như là anh chị là muốn mở những cái nhà hàng tại dự án Vinhome Ocean Park rất nhiều luôn đấy. Thiên Định phải nói đợt này là rất nhiều người đang có nhu cầu chuyển những cái nhà hàng từ bên phố cũ sang bên này, đúng không ạ? Ở đây thì Thiên Định thấy được một số nhà hàng đã về và đã có những cái thành công nhất định như Cà Phê Cộng này, rồi Cà Phê Coi này, đúng không ạ? Phở Thìn này đấy, rồi Cà Phê Cà Pha này, đúng không ạ? Cà Phê Nhất Long này đấy, là những cái quán cà phê mà mọi người đã về đây từ cái thời điểm khá là sớm và cũng đã có cái lượng khách hàng sử dụng dịch vụ rất nhiều rồi, đúng không ạ? Ok, mục đích Thiên Định hôm nay chỉ muốn review và giới thiệu với chúng ta một số các cái thông tin như vậy. Đấy, cần review hay là cần những cái thông tin gì. Đấy, và đặc biệt là cô anh chúng ta muốn quan tâm đến những cái sản phẩm biệt thự tại dự án Vinhome Ocean Park thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhé. Thiên Định cam kết rằng gọi là Thiên Định sẽ có những cái căn mà rẻ nhất thị trường thời điểm hiện tại để có thể giới thiệu cho anh chị chúng ta. Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.